Xin chào mọi người, mình là Phạm Lê Tuyệt. Rất vui mọi người gặp lại. Hôm nay là năm mới, chúc mọi người năm mới vui vẻ. Và bọn mình sẽ làm một cái clip để unbox một cái đôi giày để chúc mừng năm mới. Và bọn mình sẽ ăn cái đôi giày này luôn. Một đôi giày rất là đặc biệt. Cái clip mà ăn thì mọi người gọi là gì? Gọi là mukbang. Cái này bọn mình làm mukbang luôn mọi người nhỉ. Đây đây. Nghĩ khi nó quay gần cái bánh ấy. Đây là một đôi vừa ra chìa giày, vừa ra chìa bánh. Bây giờ anh em sẽ thi ăn, mình sẽ cắt làm ba ra. Thằng nào ăn chậm nhất thì bị đập cái bánh vào mặt. Làm sao cắt ba? Có tao này. Trong cái hồ có cái túi. Unbox. Vẫn đang quay đúng không em? Vâng. Cái để quay ra ngoài cắt đi thôi. Thì hình là bọn mình đặt một cái đôi đôi giày như thế này. Thế nhưng mà ra thì họ làm cái đôi giày như thế này. Không hài lòng nhưng mà thôi ăn tạm. Và bây giờ thì gắn cái ảnh đôi kia vào. Tí có ảnh mà. Đối với ai chưa biết thì đây là Versace giày, mẫu giày luxury yêu thích của mình, có giá tầm 25 triệu. Mình đang tiệm bánh đặt thì họ làm cái đôi giày như này, nhìn rất là chán. Sau khi bắt sửa lại phần đế thì nhìn nó giống hơn được một tí. Thì tuy nhiên như bây giờ họ không cho mình thì rau hay là xe để ăn luôn. Thì thôi, bây giờ mấy em sẽ ăn bốc. Đấy, bây giờ cắt như thế này. Ăn bốc. Anh nghĩ là chóc cho em cái mảnh nhỏ nhá, để cho Huy nó béo nhá. Ui, không ăn được hết đây. Đâu mày nhỏ nhất gì đó. Nhỏ nhất không ăn được hết, nhiều quá. Không ăn hết thì tí phải đập vào mặt. Rồi. Không đi, lấy mảnh ngoài đi. Lấy mảnh ngoài đi. Không ăn đâu. Ăn đi. Bóc đi. Lấy cái gì? Không ăn. Ăn đi. Mày ngoài đi, nhảy lên. Cầm lấy. Thằng nào cầm một thằng đấy. Ôi, không ăn được, khó ăn lắm. Còn này tí bên đập vào mặt. Cầm đi, cầm cả đi. Thôi, em xé thêm hai tờ nữa, mỗi nào cầm một để vào trên đây nè. Ăn này nghỉ lắm, không ăn được. Không ăn được, tí biết làm sao đây. Thôi. Ngon thế. Ôi cái ngon. Ăn đây. Đây là một cái giày siêu to khổng lồ. Một giày Fiction. Nổi. Trong tương lai của mình sẽ làm một cái tiệm bánh. Xong rồi trưng bày là toàn mỗi bánh là một mẫu giày khác nhau. Quên gần bò nữa, kéo ra kéo vào ấy. Quên quay nhiều góc, lúc ăn nữa. Thằng bà đào thật. Ăn mày như thế này. Mày thấp thua em, mày ăn ra lên. Em không ăn đâu, em không ăn được. Ăn ra lên. Cho quay thì miếng đi. Còn như mày thích nhập. Ngấy rồi. Ngấy á. Ngon mà. Ngon mà. Nhưng mà bây giờ mình phải ăn phải nói anh ạ. Chứ bây giờ nói gì? Anh phải ăn nói chứ. Ủa anh đến nhanh thế. Không ăn được.
Đây là màu vàng là tiếp sang cảnh nữa. Đấy. Mà nhìn cách anh không luxury chút nào. Lấy vỡ đồn em. Chạy mẹ nó mắt nó chửi. Nhân tí theo cứ chửi chửi. Không, tí anh có lời. Hôm nay nữa. Xin tạm dừng vô chơi tại đây. Thì đứng yên, bao giờ phải thăm phòng mới được đi ra chỗ khác đứng yên đấy. Không, không đọc mặt đâu. Lại về nhà em. Luật rồi. Không. Luật rồi. Anh ra đây. Chủ giáo anh kia. Kêu còn đi chụp ảnh. Thế thì đừng có đập vào mặt em chiều đi chụp ảnh. Mặt rửa được. Không, không rửa được. Đang make up rồi. Không ăn đủ không? Ngọt cái này gì nữa. Ngọt vẫn luôn. Mẹ ngấy thật, em ngấy rồi, bắt đầu ngấy rồi. Không ăn được không? Bố ơi, một triệu thứ đi. Bố ơi, người ta nhìn người ta làm muốn bao thì hy sinh. Người ta ăn hết, người ta làm. Người ăn thì phải 5 con vịt. Em kia đang nấu. Bây giờ mình phải làm thì mình mới hiểu được cái nỗi khổ của những cái YouTuber khác. Mình mới đồng cảm với họ. Anh đang chảy nước mắt. Bình thường xem cứ nhìn nó dễ, ăn mới biết, thấy không? Ăn chắc phải sướng không? Kệ, anh tí cho lên không thèm. Có, người lên thì quen nhỏ. Ý là không, ý là nói, lúc mà nói. Có, trời ơi. Mất 500 nghìn cái bánh ấy. Không cho lên để đập. 500 nghìn cái bánh đổ lại, có triệu view nha. Mấy ngày ấy. Không, mất tình cảm của bạn. Mất. Trời ơi, ngấy lắm mình rồi. Ý đứa nào còn nhiều nhất là đứa bị phạt. Ăn được cũng khổ các bạn. Không phải ăn là sớm. Không ăn được. Ăn bánh mì hay cái gì nữa, ăn được cái bánh này xong là khi có thể ăn là xong cái bánh mì anh. Lúc ba mình ăn ngọt mình cũng đéo chịu được vậy, nó ăn cay nhỉ. Ăn đủ các thể loại. Cay còn đỡ, bây giờ mình ngấy. Cái này ngấy. Kem nhiều quá. Thì vậy là cảm thấy lên. Đến nhiều quá. Cứ bỏ cay còn đỡ thử ăn thêm. Đấy là mình ăn một hai miếng thấy nó ngon thôi. Nóng lúc là đang ngon ổ mà. Nóng ngon nhé. Nấu ăn. Thôi. Tất nhiên nó cứ bảo nó ăn đừng ngỡ đấy. Cái này nó chịu đựng lên ạ. Không phải chịu đựng lên ngon thôi. Em không đâu nên. Ăn đi. Em không chịu đựng thôi. Đồ chứ chứ. Mẹ đi xích mình nghệ thật. Thôi anh cần đi xích đi. Ăn đi. Không ăn hết kem cũng ăn hết bánh. Ngon lắm. Kem nó ngấy. Bây giờ nhá, người nào ăn xong đầu tiên ấy thì là coi như là kết thúc cuộc thi. Trong thằng nào còn nhiều nhất là thằng ấy bị vi phạm. Không thể chịu được. Bánh ngấy ăn thả ăn mấy món mặn bánh mì các thứ bún này các thứ thì ăn được. Hay là chấm tương nhỉ. Mắm tôm. Tôi chưa có bà ăn dâu ăn mắm tôm. Có ăn rồi, mắm tôm. Tôi kiểu mắm tôm phải cúi đi à. Hãy ăn nó đi. Khách nhiệm đi. Em xin đầu hàng. Bụng to thế này mà có 1 lần 3 cái bánh đéo ăn rồi. Cái đấy của em có gấp 3 lần đấy của anh. Thôi. Thôi đứng hết trời. Đừng bấu người ai. Em không bấu người ai đâu. Em về bấu tay này đấy à. Lau cho. Liếm tay đi. Mong như đây là xem triệu view.
1 triệu view chúng mình sẽ ra kênh mukbang riêng. To thật. 1 triệu view chúng ta sẽ ra kênh mukbang. Nó quá. Không đạt triệu được. Nếu mà được 1 triệu view ấy, mình mới nhàn hết cái Hà Nội này luôn. Mỗi ngày một món. Đây là gọi là mukbang dày lớn nhất Việt Nam. Dày siêu to khủng nổi. Nghĩ chủ đề video sau luôn ăn gì? Chúng mình sẽ ăn bún đậu mắm tôm không. sắp kết thúc đấy. Ngang về để biết cái gì đi. Cố gắng về nhớ nhì đi. Nhỏ gì anh nhấp à? Em ăn chảy cái nước muối đây kìa. Em không ăn được nữa. Thôi, thì biết nhau. Thôi đi kênh của anh Duyệt mà. Anh ấy ăn hết rồi đúng rồi. Cảm giác bây giờ nó cứ đi ngất mẹ đấy. Cảm giác ăn nó đéo vào bụng nữa. Nó vào. Nó chỉ dừng ở chỗ. Không, nó xuống đến vú rồi. Nhưng mà nó không xuống đến tạ dày. Thôi. Mấy ấy. Tí thế nào bét là bị ấy ở mặt đấy. Mày cố gắng nốt miếng đi này mày đắng. Thế em nguyện. Thôi đấy. Rồi em cho em một miếng béo của mình to nhá. Đi bé. Bên bảo nguyện thế còn cuối cùng ai thua thì chịu. Em không được. Nhá. Nó lừa lúc anh ăn gần sau nó đút lại cả miếng vào mồm luôn. Làm cho một. Ủa ăn hết đi. Bây giờ nhá. Nhìn mồm to nó đút tỏ miếng này vào mồm là được luôn. Được em đó. Em nôn ra đây, em buồn nôn lắm, ăn nhiều. Chốt chưa? Con này chốt này. Chốt này. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Em ghê quá. Thằng này, quay em coi gần em. Nói thằng này là còn 2 miếng. Cái thiệt là 1 miếng, đấy, ăn hết rồi này. Em nốt miếng đi. Đây là cái đầy giấy này. Đây đây. Ăn này nhựa. Đấy, bây giờ anh cho mày test nó mặt nó bị. Đừng đừng đừng. Anh test đi, anh test đi. Ôi ôi, anh test bảo anh test đi. Này ngồi đúng luật. Đúng luật. Đi ra đây. Anh chết mặt em đấy hả? À? Không. Thì em đi về đây. Này đi quay quay cả nhá. Đây mày đứng cái này. Đứng, đứng này cười. Em cho mặt đây mày nhìn mày cười. Đấy em bực cười. Đây đây cuối cuối đứa cầm nửa em cầm tép rồi. Đập nhé, 1, 2, 3. Em quay quay cả ra. Chờ nó thắng cái rồi thua. Ok, vậy bọn mình sẽ kết thúc video này đây. Nếu mà mọi người ý tưởng gì hay hơn về mukbang đúng không? Để mukbang mọi người bình luận bên dưới để bọn mình sẽ làm video sau nhá. Xin chào tạm biệt mọi người. Chưa kìa. Đéo mở được mặt luôn ạ. Đéo nhận ra mặt ạ. Phê đi lỗi. Đây. Đây cầm cầm lại chút. Chút dưỡng nhỉ? Không. Chút. Chút làm lại cùng nào. 1, 2. Nhìn đằng kia. Không nhìn được. Em bị ngạt thử rồi, mất mũi không thở được. Rồi, ok, quay quay tiếp nói một câu cuối nhá. Ok, nếu thấy video hay thì mọi người đừng quên like, đăng ký kênh và ấn vào quả chuông bánh, quả chuông mukbang bên cạnh nút đăng ký để nhận thông báo về những nội dung tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video và hẹn mọi người gặp lại. Xin chào mọi người.